Vâng, Khắc Anh xin kính chào các bác nhé. Hôm nay Khắc Anh giới thiệu các sản phẩm rất tuyệt vời, tính năng thì rất tuyệt vời, rất là xịn và giá thì lại rất là yêu thương các bác nhé. Đến với Khắc Anh thì giá luôn là yêu thương rồi. Đây, giới thiệu các bác nồi cơm, nồi áp suất, nồi nẩu đa năng luôn nhé. Chức năng này, nẩu này, hấp này, rán này, nẩu nướng này, nấu cơm này, nấu canh này, quá tuyệt vời nhé. Các bác thì chưa hề thấy cái loại nồi này trên thị trường nhé. Nồi này thì mới được phát triển hãng Livesheet, bảo hành 12 tháng các bác nhé. Chính hãng bảo hành 12 tháng luôn. Có một vung thủy tinh này. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây. À, nhân vật chính của chúng ta đây. Sản phẩm rất là tuyệt vời và giá thì rất là tuyệt vời luôn. Nhiều chỗ người ta bán đến triệu 2, triệu rưỡi, nhưng mà Khắc Anh thì bán với giá rất yêu thương, hàng chính hãng luôn. Bảo hành 12 tháng các bác nhé. Quá tuyệt vời, đến với Khắc Anh chỉ có tuyệt vời thôi. Rồi. Đây nhá, đi kèm này, còn dây nguồn này, đấy, phiếu bảo hành này, muối xúc cơm này, đây. Để đong gạo này, đong gạo hay đong nước gì đây. Rồi nhá, có một cái hứng nước nấu cơm này, em vừa lau lắp sẵn rồi nhá. Đây này, quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Các kỹ sư thiết kế làm cái nồi đa năng quá tuyệt vời luôn, rất chắc chắn nhá. Giá này, nghe giá này, mới yêu thương này. Khách hàng bán với giá là 850.000. Đấy, số lượng quá hạn tôi có nhé, 850.000. Người ta bán triệu 2, triệu rưỡi, nhưng mà khách hàng bán 850.000. Người ta bán triệu 2, triệu rưỡi, nó là loại chữ Trung Quốc cơ. Loại hàng không xuất xứ cơ các nhé. Hàng này hàng nhập khẩu này. Nhập khẩu chính hãng này. 850.000 mà tặng kèm thêm gì đây? Một khay hấp nhá, các bác nhá. Tặng kèm một khay hấp. Quá tuyệt vời luôn. Đi kèm sản phẩm là hai lắp nhá. Một lắp áp suất này, một lắp thủy tinh thông thường này. Đấy, tặng kèm luôn một khay hấp nhá. Quá tuyệt vời, số lượng có hạn. Đấy, khách hàng bán rẻ tại vì khách hàng bán nhiều. Bán số lượng lớn cho nên là bán rẻ cho các bác nhá. Quá tuyệt vời. Đây. Hôm nay có con mua cái ruột lồi này. Ui giời ơi. Cái ruột lồi, các bác nhìn này, nó dày dày dày. Dày một cách dã man, dày một cách tàn bạo luôn nhá. Đấy, chống dính này, các bác có thể là dùng làm chảo chiên rán này, lẩu này. Nấu cơm thì quá tuyệt vời luôn. Áp suất thì quá là an toàn luôn, tại vì nó dày như này cơ mà. Cái ruột thấp như này thôi nhá, nhưng mà nó có thể đến gần nửa cân luôn, nặng gần nửa cân, quá tuyệt vời, chống dính này. Đấy nhá. Rồi, dùng chế độ áp suất. Đây các bạn thì này, dùng lẩu nướng thì quá ok nhá. Đấy, vì nó thấp này. Thấp nhưng mà nó rộng, dùng lẩu nướng, lẩu quá ok luôn. Một nồi rất là đa năng. Nấu cơm này, nẩu này, hấp này. Đây là lồi áp suất linh xương. Đây nha các bạn. Đấy, đóng là rất là nhạy luôn nhá. Đấy. Rất là tuyệt vời. Đấy, ấn đây là áp suất ra nhá. Đấy, chúng ta không phải. Đây nhá. Rất là hiện đại. Chúng ta bình thường chúng ta thích nhấc cái này để tháo áp suất đúng không? Nhưng mà bây giờ đối với nồi này, đây, tại cả ấn này là áp suất nó ra, áp suất ra nha, quá là an toàn luôn, quá tuyệt vời. Đây, mà nhìn này các chế độ nha, đấy, cái nồi này nó rất là tuyệt vời nhá, vừa cơ vừa điện tử này, đấy, các bác xoay rất là nhẹ nhàng, đấy,
Xoay này nó là xoay điện tử nhá, không phải xoay cơ cho nên nó rất nhẹ nhàng. Chế độ lẩu này, chế độ cơm này, đấy, cháo này, hấp này, hấp khô này, bột trẻ em này, quá tuyệt vời nhá. Đấy, chúng ta có thể bấm nút giữa này. Đấy, nó tạch một cái là dơ ne đóng là nấu nhá. Bấm một cái là hủy luôn. Đấy, rất là tuyệt vời. Đấy. Đối với chế độ lẩu nhá, chúng ta có ba mức này, lớn này, vừa nhỏ này. Quá tuyệt vời luôn. Đây nhá. Đây, xoay sang chế độ lẩu nhá. Rồi chúng ta sẽ bấm bắt đầu này. Đấy, chúng ta có thể xoay nhỏ này, vừa này, lớn này. Đấy, ăn lẩu rất là tuyệt vời nhá. Một cái nồi thì rất là đa năng, quá tuyệt vời luôn. Đấy. Quá là tuyệt vời. Đây, hấp. Đấy, ta hấp. Quá tuyệt vời, ta bật sang chế độ hấp. Xoay sang chế độ hấp nha. Đấy. Nấu. Tuyệt vời chưa? Quá đỉnh cao các bác nhé.